dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 13 dm cao 10 dm R lớn và R nhỏ. Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Và câu hỏi thách thức dành cho sinh viên từ đại học trở lên. Chú ý tuyệt đối cấm sử dụng kiến thức lớp 1 để trả lời. Chỉ được phép sử dụng kiến thức từ đại học trở lên. Đề bài, cho một tam giác ABC nội tiếp hình vuông CDEF có 4 cạnh bằng nhau thực tế cạnh 12 dm và diện tích 144 dm vuông. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Phần câu hỏi thứ nhất quan sát hình vẽ có nhận xét gì về các đỉnh ABC của tam giác? Câu trả lời, tam giác có một đỉnh C trùng với đỉnh hình vuông, và hai đỉnh còn lại A và B nằm ở hai cạnh đối diện. Câu hỏi thứ hai hãy kể tên ba đoạn cạnh hình vuông cạnh đáy và chiều cao tam giác theo độ dài từ bé tới lớn. Câu trả lời, chiều cao AH bằng 10 dm, cạnh hình vuông DC, cạnh đáy BC bằng 13 dm. Đối với trình độ sinh viên có thể bỏ qua, vì câu trả lời hơi phức tạp, cạnh đáy BC bằng 13 dm là lớn nhất và lớn hơn cạnh hình vuông vì cạnh huyền thì lớn hơn cạnh góc vuông tiên đề trong hình học. Nhưng cạnh hình vuông chưa thể kết luận lớn hơn 10 dm, cần lập luận cụ thể để rút ra kết luận. Vì thế đẳng cấp trên đại học nên bỏ qua câu trả lời này. Gợi ý câu trả lời. Vì cạnh hình vuông chứa tam giác 130 chia 2 dm vuông phải có độ lớn tối thiểu. DC lớn hơn hoặc bằng 11 phết. Câu hỏi thứ 3. Cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm vì sao? Câu trả lời. Cạnh hình vuông DC bằng 12 dm. Vì cạnh DC có độ lớn gần cạnh đáy BC bằng 13 dm hơn đường cao AH bằng 10 dm. Chú ý học sinh lớp 1 chỉ biết số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 và 11 và 12 nên các em chỉ có thể trả lời cạnh DC bằng 11 hay bằng 12 dm là một trong hai số nằm giữa 10 và 13. Câu trả lời của đẳng cấp trên đại học. Chú ý, đề bài có thêm yếu tố. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Đúng theo lý thuyết toán học chỉ cần biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng hoặc tuyệt đối bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng là đủ 3 yếu tố xác định tam giác ABC. Song để đơn giản hóa cách giải để cung cấp cả hai số liệu. Gợi ý, ta có. Bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 2S chia A cộng B cộng C. Với S bằng diện tích hình tam giác, A cộng B cộng C bằng chu vi tam giác. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng A nhân B nhân C chia 4S. Với S bằng diện tích hình tam giác, ABC là ba cạnh tam giác. Biết C bằng 13, tổng A cộng B và tích A nhân B. Suy ra, A bằng AB bằng 11,56027681333. B bằng AC bằng 12,32233744406. Bước dựng hình, từ tâm O vẽ đường tròn tâm O bán kính R lớn bằng. Vẽ dây cung BC bằng 13 dm, dựng AX song song BC cách BC 10 dm cắt đường tròn tâm O tại A với. AB bằng 11,56027681333 dm và. AC bằng 12,32233744406 dm. Kiểm tra độ chính xác, BH bằng căn bậc 2 AB bình phương trừ 10 bình phương, bằng 5,8 dm, CH bằng căn bậc 2 AC bình phương trừ 10 bình phương, bằng 7,2 dm, song phần dựng tam giác ABC, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm, để chứng minh, cạnh hình vuông bằng 12 dm, vấn đề khá phức tạp song nếu dùng phương pháp phản chứng thì vấn đề đơn giản hơn. Bước dựng hình vuông cạnh 12 dm CDEF. Bước 1, vẽ đường tròn đường kính lần lượt là AB bằng 11,56027681333 dm. Là AC bằng 12,32233744406 dm. Là BC bằng 13 dm. Từ đỉnh C của hình vuông và tam giác vẽ dây cung CF bằng 12 dm nằm ngoài tam giác. Ta có cos BCF bằng 12 chia 13. Suy ra, góc BCF bằng 90 - 67,38013502. Ta có,
sin ACB bằng 10 chia 12,32233374406. Suy ra, góc ACB bằng 54,24611274756. Góc DCA bằng 67,38013502 trừ 54,24611274456. Góc DCA bằng 13,13402230064. Suy ra, cạnh DC bằng 12,32233374406 nhân cos DCA bằng 12,32233374406 nhân cos 13,13402230064 bằng 12 decimet. Bước 2, từ đỉnh C vẽ CD bằng 12 decimet về phía ngoài tam giác. Vẽ DA và FB cắt nhau tại E nằm trên đường tròn đường kính AB. Dựng xong hình vuông, chấm chấm chấm, thách thức. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Chủ đề, hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có 2 cung tròn nằm ở 2 đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải, dưới đây là lời bình và lời giải tài năng của học sinh 11 tuổi ở Trung Quốc do cô giáo Trần Phương cung cấp. Bài toán này trông đơn giản, hay và bình thường, nhưng không thể giải được bằng thông tin từ lớp 11 trở xuống. Vì vậy, không thể giành được 1 tỷ đô la. Dưới đây là 3 cách giải với kiến thức năm nhất đại học học sinh giỏi lớp 12. Điều kiện cơ bản để đánh giá năng khiếu về khả năng hiểu bài, nghệ thuật và tốc độ xử lý thông tin của học sinh. Hiện tại, các sinh viên tài năng của Việt Nam phải học 12 năm và hầu hết đều thi vào các trường đại học quốc gia nên sẽ không khác lắm so với sinh viên chính quy. Điều này tương tự như Usain Bolt chạy cuộc đua 100m với một cậu bé 4 tuổi kết thúc cuộc đua mà không nhìn giờ. Giới thiệu những bài toán dành cho học sinh 11 tuổi của Trung Quốc không thể giải bằng máy tính hay chương trình, những giáo viên dạy toán ở Việt Nam cần chuyển đổi thành công trong việc rèn luyện kỹ năng, thiết lập lộ trình học sinh, sinh viên chuyên ngành để thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Đề bài, một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với 2 cung tròn tâm là 2 đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý, HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7, bằng 2,94281086612. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086612 mũ 2, bằng 0,44281086612. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086612 mũ 2. Bằng 9,557189138. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là 2 đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625190056. Bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701117924 nhân 2. Khi, đề bài là một hình vuông cạnh 8cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với 2 cung tròn tâm là 2 đỉnh hình vuông bán kính 8cm. Thì, đáp án là, đáp số cuối cùng, DT bằng 18,73680012196. Bằng 64 trừ 16 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 0,93248754471 nhân 2. Dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 13 decimet cao 10 decimet R lớn và R nhỏ. Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Và câu hỏi thách thức dành cho sinh viên từ đại học trở lên. Chú ý tuyệt đối cấm sử dụng kiến thức lớp 1 để trả lời. Chỉ được phép sử dụng kiến thức từ đại học trở lên.
Đề bài, cho một tam giác ABC nội tiếp hình vuông CDEF có 4 cạnh bằng nhau thực tế cạnh 12 dm và diện tích 144 dm vuông. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Phần câu hỏi thứ nhất quan sát hình vẽ có nhận xét gì về các đỉnh ABC của tam giác? Câu trả lời, tam giác có một đỉnh C trùng với đỉnh hình vuông, và hai đỉnh còn lại A và B nằm ở hai cạnh đối diện. Câu hỏi thứ hai hãy kể tên ba đoạn cạnh hình vuông cạnh đáy và chiều cao tam giác theo độ dài từ bé tới lớn. Câu trả lời, chiều cao AH bằng 10 dm, cạnh hình vuông DC, cạnh đáy BC bằng 13 dm, đối với trình độ sinh viên có thể bỏ qua, vì câu trả lời hơi phức tạp. Cạnh đáy BC bằng 13 dm là lớn nhất và lớn hơn cạnh hình vuông vì cạnh huyền thì lớn hơn cạnh góc vuông tiên đề trong hình học. Nhưng cạnh hình vuông chưa thể kết luận lớn hơn 10 dm, cần lập luận cụ thể để rút ra kết luận. Vì thế đẳng cấp trên đại học nên bỏ qua câu trả lời này. Gợi ý câu trả lời. Vì cạnh hình vuông chứa tam giác 130 chia 2 dm vuông phải có độ lớn tối thiểu. DC lớn hơn hoặc bằng 11 phết. Câu hỏi thứ 3, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm vì sao? Câu trả lời, cạnh hình vuông DC bằng 12 dm, vì cạnh DC có độ lớn gần cạnh đáy BC bằng 13 dm hơn đường cao AH bằng 10 dm. Chú ý học sinh lớp 1 chỉ biết số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 và 11 và 12 nên các em chỉ có thể trả lời cạnh DC bằng 11 hay bằng 12 dm là một trong hai số nằm giữa 10 và 13. Câu trả lời của đẳng cấp trên đại học. Chú ý, đề bài có thêm yếu tố. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Đúng theo lý thuyết toán học chỉ cần biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng hoặc tuyệt đối bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng là đủ 3 yếu tố xác định tam giác ABC. Song để đơn giản hóa cách giải để cung cấp cả hai số liệu. Gợi ý, ta có bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 2S chia A cộng B cộng C. Với S bằng diện tích hình tam giác, A cộng B cộng C bằng chu vi tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng A nhân B nhân C chia 4S. Với S bằng diện tích hình tam giác, ABC là ba cạnh tam giác, biết C bằng 13, tổng A cộng B và tích A nhân B. Suy ra, A bằng AB bằng 11,56027681333. B bằng AC bằng 12,32233744406. Bước dựng hình, từ tâm O vẽ đường tròn tâm O bán kính R lớn bằng. Vẽ dây cung BC bằng 13 dm. Dựng AX song song BC cách BC 10 dm cắt đường tròn tâm O tại A với. AB bằng 11,56027681333 dm và. AC bằng 12,32233744406 dm. Kiểm tra độ chính xác, BH bằng căn bậc 2 AB bình phương trừ 10 bình phương, bằng 5,8 dm, CH bằng căn bậc 2 AC bình phương trừ 10 bình phương, bằng 7,2 dm, song phần dựng tam giác ABC, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm, để chứng minh, cạnh hình vuông bằng 12 dm, vấn đề khá phức tạp song nếu dùng phương pháp phản chứng thì vấn đề đơn giản hơn. Bước dựng hình vuông cạnh 12 dm CDEF. Bước 1, vẽ đường tròn đường kính lần lượt là AB bằng 11,56027683 dm, là AC bằng 12,32233744406 dm, là BC bằng 13 dm. Từ đỉnh C của hình vuông và tam giác vẽ dây cung CF bằng 12 dm nằm ngoài tam giác. Ta có cos BCF bằng 12 chia 13. Suy ra, góc BCF bằng 90 trừ 67,38013502. Ta có, sin ACB bằng 10 chia 12,32233774406. Suy ra, góc ACB bằng 54,24611274456. Góc DCA bằng 67,38013502 trừ 54,24611274456. Góc DCA bằng 13,134022306. Suy ra,
Cạnh DC bằng 12,32233374406 nhân cos DCA bằng 12,32233374406 nhân cos 13,1340222306 bằng 12 dm.